Tiếp theo là lô 75 nha quý vị. Cũng 20 cây sâm hương 150 luôn ha. Anh nào không có rồi mua về văn nghệ chơi đi. Cái lần qua lợt này rồi là hết luôn nha quý vị. Cái loại này không có bao giờ có nữa hết nha quý vị. Đâu có cái thời gian đâu mà bán 20 cây 150 trừ hết chi phí ra. Còn được có 90k thôi nha quý vị. Thùng bọng người công cán tôi chưa tính đi. Làm mấy nhỏ thì nó làm là trả lương cho nó. Tính ra hết rồi nha. Tại cái đợt này cái tớp này nó còn lại mấy cây cù cù tôi bán cho quý vị vui. Chứ cái này lỗ luôn nha quý vị. Có mấy ngàn cây ở đó là lỗ đó. Tại vì nó trên 5 tuổi trơn rồi. Nằm trong cái bầu này rất là lâu rồi. Không có phân phối chăm sóc gì hết. Già dữ lắm nha quý vị thấy không? Rồi 20 cây 150. Anh nào mua cọc trước 50. Còn ở shipper thu hộ nha quý vị. Xuống luôn quý vị ơi. Xem nó như cây giống đi. Về văn nghệ chơi cho nó vui. Anh nào mà muốn ép chậu á, thì phải học hỏi kỹ thuật nha mấy ép nha. Chứ không phải đơn giản ép vô chết hết trơn nha quý vị. Trước tiên là chăm sóc mấy anh mới biết chơi á. Tưới tắm chăm sóc cho cây nó sống khỏe đi. Rồi mới nghĩ tới chuyện uốn néo với lại ép chậu nha quý vị. Chứ còn chưa hiểu nó là ép vô chết hết á. Rồi xuống quý vị ơi.